Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, thì trận đấu đã bắt đầu, thì chỉ mới diễn ra trong vài phút đây. Thì trận đấu đầu tiên đó chính là Văn phòng Phí Vang và đá với đội Bệnh viện Sản Nhi đường Tôn Đức Thắng chúng ta. Thì đây là cái mùa giải bóng đá nhân dịp ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5 do Văn phòng Ủy ban thành phố tổ chức tại sân vận động được Mạnh Đỉnh Chi Sóc Trăng chúng ta. Thì các vận động viên đã mới vào thì đã rất là tích cực đưa ra những cái chiến lược rất là quyết liệt để giành chiến thắng trong cái mùa giải chúng ta năm nay. Thì đối với mùa giải của bóng đá thì nhằm mục đích của đội cũng như là nâng cao về sức khỏe, giải trí, mang tính chất giao lưu, cũng như là sau những ngày lao động và mệt nhọc vất vả thì luôn giải tỏa trong cái rèn luyện và thân thể như thế nào. Thì phải nói là trận đấu mới chỉ diễn ra vài phút thôi cũng rất là kịch liệt. Vâng. Thì buổi sáng nay thì khi vừa bế mạc xong thì trời cũng được vừa rất là hé nắng. Sân thì cũng rất là trơn luôn nha các bạn. Thì đây cũng là lần đầu tiên Cường để vây những cái đoạn bóng đá chúng ta như thế nào thì các bạn cũng thông cảm đó, phía trước các bạn cũng các bạn rất là tích cực quá cực kỳ. Giờ tỷ bóp ơi. Thì do cũng lần đầu tiên quay video đá banh cũng như là giải trí thì có những kinh nghiệm quay video và cái phần thuyết trình của thông dịch viên chưa được chỉnh chu thì Cường cũng mời các bạn và gia đình mình thông cảm luôn nhé. Rất là đẹp, rất cực kỳ. Thì các đội bên văn phòng ủy ban cũng đưa ra những cái cú đá rất là tuyệt đẹp, tạo ra những tình huống tấn công để cho đối thủ phản công không kịp, và nó được rất hay. Thì tuy nhiên Cường làm kênh YouTube chỉ mới vài tháng nay thôi, thì chủ yếu Cường quay lại những cái nét đẹp quê hương của Sóc Trăng. Rất là ok, phải nói là đội bên văn phòng ủy ban chúng ta là phải nói là có những cái bước tấn công rất là chặt chẽ về các thì giải bóng đá chúng ta tổ chức vào 2 ngày, đó chính là ngày 24 và ngày 25 2021 diễn ra tại sân bóng đường Mạc Đỉnh Chi, thành phố Sóc Trăng chúng ta. Thì đối với mùa giải năm nay thì cũng có một vài đội tham gia. Tuy nhiên do dự lễ khai mạc thì Cường cũng không có để ý là bao nhiêu đội tham gia.
là chỉ Cường chỉ Người quay quán nhân viên hoài à. Ôi, qua cảm ơn tao à, nói từng ghi lại chỗ cho những hình coi. ảnh để lưu lại Thôi những thôi kỷ thôi thôi, niệm nhấp nhấp từ từ thôi à, thành cái ơi, mùa đừng có giải sợ quá. của chúng ta. Mấy trái nữa hết tiền rồi. Đây nãy giờ trận đấu khoảng nem 50 phút Cho nè. trời nắng ngày sáng nay mình cũng không được cái cảm giác những cái video sao nó quá rung lắc luôn à, nghe khán giả ơi. Thì khán giả và gia đình cũng thông cảm cho Cường. Thì có sẽ có kinh nghiệm trong cái một vài cái video kế tiếp. Và Cường cũng sẽ cố gắng chuyên sâu về cái lĩnh vực đá bóng để chia sẻ cho khán giả mình thêm. Vâng, khán giả và gia đình này có thương mến Cường thì hãy cho Cường một cái like, một cái chia sẻ và một cái đăng ký để Cường có những cái động lực mới. Rất là tuyệt vời. Thì đối với mùa giải chúng ta thì chỉ Cường chỉ nghe một vài cái thông tin, cũng đụng vài với cái đội mạnh luôn nghe các bạn. Thì đối với đội mạnh thì Cường theo Cường biết đó chính là bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sóc Trăng chúng ta, và kế đó là bệnh viện Hoàng Tấn Sóc Trăng đường Lê Hồng Phong. Thì nghe nói đội hình này cũng rất là đồng đều, phối hợp rất là chặt chẽ, những Tốt khoa rồi tấn đó. công rất là tuyệt vời. Tốt rồi. Hay quá. Thì Kêu anh về đối với luôn. môn đá banh thì ai cũng rất là đam mê sau những ngày lao động và mệt nhọc. Tinh thần thể thao phải nói là rèn luyện cái sức khỏe rất là tuyệt vời. Thì sau khi diễn ra khoảng mười mấy phút thì Ba quá tưởng nổ đây các vận động viên cũng đã mệt. Tuy nhiên cũng cố gắng dành để có một cái kết quả tuyệt vời như mong muốn. Thì các vận động viên cũng luôn cố gắng phối hợp rất là đồng đều. Thì đứng lúc nào do được anh Dũng Cường cũng ơi. mới quay lần đầu tiên cũng chưa có cập nhật được những cái danh sách vận động viên cũng như là tên và các Cảm đội ơn bạn bác sĩ để đã đứng lên chỗ sau anh. trong quá trình quay video mình có thể bình luận cho nó rõ ràng hơn. Nước không? Các cầu Chậm thủ lại, tùy chậm theo lại số. ơi. Thì đây là một cái sân rất là lớn, chia làm 3 phân đoạn để chúng ta thi đấu. Thì buổi sáng nay thì 7 giờ làm lễ bế mạc và 7 giờ 30 thì tiến hành ra sân để đá và thi giải. Thì buổi sáng nay bầu trời cũng nắng, nhìn cái ánh mây cũng rất là đẹp. Vâng, rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Thì nhân dịp mùa giải bóng đá ở Sóc Trăng chúng ta diễn ra vào ngày 24, ngày 25 do công đoàn cơ sở văn phòng ủy ban
thành phố tổ chức. Thì Cường cũng chúc cũng như khán giả và gia đình chúng ta có những cái năm mới trải nghiệm tuyệt vời và sức khỏe dồi dào. Phải nói là trận đấu diễn ra rất là kịch tính. Các vận động viên đưa ra những kỹ năng đặc kiên của mình để cùng nhau đến một cái kết quả thành công. Thì khoảng mười mấy phút đầu thì tỷ số 1-1-0 hướng về văn phòng ủy ban. Phải nói là rất là tuyệt vời những pha cuộc tấn công của bên văn phòng ủy ban của chúng ta. Kết thúc hiệp một, đội tài trợ đất đã giành dẫn chiến đầu tiên, đó chính là 1-0. Đây xin các bạn.